Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Xích ra giùm cái cho người ta làm chuyện đi. Từ từ làm đi. Ờ đất ơi, công chuyện năng năng đi đi, kêu từ từ. Thiệt tình sao vậy ta? Cái gì nữa? Nè ha, đừng kiếm chuyện à. Ê ê ê ê ê. Uầy, trời đất ơi, ông điên hả? Cái gì? Hiểu luôn. Ông bà, đừng có hỏi, đi đang mệt mỏi ru bu quá mà. Trời đất ơi, người ta quét gần chết từ sớm mơ tới giờ. Nè ha, tôi chưa xử ông cái vụ ngày hôm qua ông ăn nhậu bê tha thầy lè một đống à. Tôi chưa có hỏi bà, mà bà cứ hỏi cái vụ nhậu nhẹt hoài. Trời đất ơi, rồi kiếm cái gì mà đi vòng vòng với gà mà. Coi coi. Cái gì? Ơi trời ơi, cái gì vậy? Cô thấy 10 tờ giấy số tôi đâu không? Ê, chỗ tôi đang làm công chuyện là mất đi chỗ khác chơi nha. Ba cái giấy số của ông tôi không quan tâm, tôi không biết. Bội ghê luôn. Tôi nhớ hôm qua tôi về tôi còn cầm 10 tờ giấy số trên tay rõ ràng. Thì ông cầm nó là chuyện của ông, tôi không biết. Có thì đưa lại đi. Cái này không phải chuyện giỡn đâu. Này này, bây giờ ông có cần lục soát người tôi không? Tôi không có giữ. Số trúng đó. Cái... lao. Suốt ngày mơ mộng trúng. Bà, đừng có giỡn nữa. Lấy đưa anh đi. Trời đất ơi, Tết nhất đừng có giỡn ngay nha. Giỡn ngay là cọc quạo á, quạo chữ à. Đi ra thôi. Thiệt là không có cất phải không? Nè nè nè, hai vợ chồng làm gì mà sùm vậy? Thôi mà tao dạ. Đang mệt mỏi mà đừng có vô mình nói chuyện tao cái gì nè. Chú hai. Con xin lỗi, chú hai. Thiệt. Nè. Nè. Em lấy ra cho anh đi để nè, nghe tao hỏi nè. Sao? Cái gì nữa sao? Sao là sao gì? Tao nói cho bà con lối xóm hay hết rồi. Bây giờ chú tới trước để chú nhận cái phần của chú trước. Phần gì? Thì cái phần gì? Mày nói đó, số đó. Bây giờ đang rối sáng giờ. Là sao? 10 tờ số giờ không biết để đâu. Vậy? Nhà có ai? Có hai vợ chồng mà giờ không biết sao đây. Nói ai giờ? Thôi, tao biết rồi. Ha, nói vậy để là chú không có nhận tiền phải không? Không phải. Con nói thật mà. Không phải cái gì, không sao đâu. Chưa nhận lãnh tiền thì chú nói với bà con lối xóm sẽ tới đây nhận sao. Không sao đâu. Yên tâm. Mà chú chắc hôm qua là con cầm 10 tờ giấy số không? Có cầm không? Cái gì nữa? Mà con cầm con đi về hay là con sao? Chú có nhớ lại giùm con không? Ủa, quên thiệt hả? Không phải quên mà để con... em là không có lấy đúng không? Không có biết. Bây giờ không hiểu luôn chú hai. 10 tờ giấy số hôm qua chú thấy mà. Đúng không? Đúng. Đó, anh nói em là chú hai thấy 10 tờ giấy số của anh chỉ cần 10 tờ giấy số đó thôi. Ngày hôm qua là chú chứng kiến lúc chú cháu mình nhậu. Đúng. Cầm 10 tờ giấy số đó. Đúng. Trúng á. Đúng. Rõ ràng. Ừ. Con mới nói chú. Ừ. Chú mới đi thông báo cho bà con. Đúng. Đó, để giúp bà con ngượng ít. Đúng. Bây giờ 10 tờ giấy số đâu? Vợ con không có cất. Con lục hết rồi. Không có thấy 10 tờ giấy số. Là 10 tờ giấy số đâu? Chú trả lời con đi. Gì hả? Không có gì hết á. Sao tự nhiên mày cứ tao trả lời 10 tờ giấy số mày là sao? Thì qua chú nhậu với con. Ờ. Vợ con không cất. Vậy? Con nhậu với chú. Rồi chú về. Con ngủ. Vợ con thì không thấy. Thì 10 tờ giấy số đó nó đi đâu? Con nhìn chú nè. Vậy là ánh mắt của mày nhìn tao với mục đích gì? Nghi ngờ. Nghi ngờ chú lấy 10 tờ giấy số đó phải không? Chú suy nghĩ kỹ lại đi. Ai? Ai vô đây? Chú thề nè. Chú thề gì? Chú thề có hai bên dây giác nè. Sao? Xưa nay là chú chưa bao giờ làm những cái chuyện xấu xa đó. Bây giờ xấu rồi ai biết được. Hồi xưa khác, giờ khác. Tiền nó thay đổi chú à. Thôi, dù sao cũng chú cháu. Có thì nhả ra đi. Nuốt luôn à. Cho tao mượn cái thao rồi. Cho không, khỏi thao. Chị chú. Khỏi thao. Tao học máu tao chết nè. Chú ơi, tiền đó không phải của mình. Đừng làm vậy, con cũng cho chú mà. Chú nhớ đi. Con có 10 tờ giấy số hôm qua đúng không? Mày nhắc tao nhớ hay không hả? Ừ. Nhớ rồi. Mày nhớ không? Nhớ sao? Khi tao về đó, ừ. Là mày ôm 10 tờ giấy số ở trong người của mày. Ừ. Mày ôm chặt luôn.
Mày nhớ không? Lúc chú về, con ôm 10 tờ giấy số đó trong người. Chú ra mình không? 10 tờ giấy số đó con đang ôm. Phải không? Nhớ lại đi. Chú chắc chưa? Nhớ lại đi. Ngày hôm qua, ngày hôm qua, chú về, con ôm 10 tờ giấy số. Về. Về làm gì sớm vậy? Giữ cho kỹ nha. Ông yên tâm đi. Cả đời người 20 tỷ mà không lẽ là coi thường. Để tùm lum tà la. Thì tao nhắc vậy đó. Ăn đi cẩn thận. À, giữ kỹ nha mày. Cẩn thận cái gì? Nhớ chưa? Hình như không có. Tại sao không thấy? Nhớ thì nhớ mãi mãi thôi. Nhưng mà không thấy 10 tờ giấy số thì 10 tờ giấy số ở đâu? Tao đã thề rồi, hai bên gia giác chứng minh cho tao rồi. Xưa nay chưa bao giờ làm những chuyện xấu xa đó. Mày đừng đổ thừa tao nha. Đúng rồi nha. Đó. Đúng rồi đó. Đừng đổ thừa chú hai. Đừng đổ thừa chú hai. Vậy thì cái tờ giấy số trên ngực cầm ngủ đúng không? Thì thôi đưa đi, mệt quá. Em cất thì em nói để nó nghi ngờ chú hai. Không còn để đưa nữa. Là đốt, sao? Đốt rồi. Em đốt cái gì? Đốt giấy số chứ đốt gì trời. Tôi ghét cái vụ mà ông mua giấy số tôi cấm không biết bao nhiêu lâu nay. Mua rồi mơ mộng rồi trúng. Có bao giờ trúng không? Ghét đốt. 10 tờ giấy số. Thì đốt 10 tờ. Đốt rồi hả? Đốt rồi. Chạy hết luôn. Trời ơi, đốt cháy chung là nó ướt. Trời ơi. Làm quá à, giấy số thôi mà. 20 tỷ. Cả đời. Chú hai. Hả? Tỉnh. Chú. Con tỉnh lại. Đốt đó. Nó mới ra nông nổi này nè. Tại vì mày đốt đó. Con có biết giấy số nó trúng đâu. Tới chung tiền cho con kìa. Hả? Tỉnh lại đi. Đại lý hả? Đúng rồi. Con nói bà đâu, con đâu có nói dốc đâu. Con đâu có khùng điên đâu mà con đi gạt mọi người. Đây nè. Trời ơi. Nói nè. Anh gặp em anh tỉnh liền. Bây giờ anh muốn chết rồi đó. Sao anh? Là mua vé số đúng không? Không, bây giờ quan trọng nè. 10 tờ hôm qua mua đó. Dạ. Độc đắc. 20 tỷ. Bây giờ em liên hệ với đại lý đổi với tiền đó. Đó là cho người xuống đây đi chứ anh không dám ra đường mình. Tiền nhiều quá đi ra ngoài sợ mà nó cướp giật á. Em cho người bên đại lý xuống rồi cái tiền khấu hao sao rồi giải quyết tại nhà anh luôn. Nha, giúp anh đó. Đừng có nghe lời ông bị điên rồi, ông bị sốc tâm lý. Thôi nín đi. Nóng rồi à, tiền đã có lại thì ông có được quyền nói tôi là lên lại thì đừng có mà nói chuyện tào lao với tôi. Mình em ơi, đi kiếm đại lý. Khoan. Tự làm chủ, làm khách luôn đi. Hey. Tự nhiên nhìn cái hồ sen lại nhớ Tấn Tài, hoàng đế dĩa nhựa. Cái giọng ca tuyệt vời. Bắt chước Tấn Tài thưa coi. Bệ hạ ơi, sen xa hồ, sen khô hồ cạn. Giọng Nga. Lũ xa đào lũ ngã đào nghiêng, sao bể hạ đành rẻ thúy chia quyền. Thôi sao muốn đi hát quá ta. Thôi ca nghe được chứ. Trời. Dạ chú hai. Vô đây. À,
Trời ơi, đi ngang mà nghe chú Hai hát, cái giọng hát của chú Hai nó hút con qua bên này. Chứ hồi nãy con đứng bên cái đám bên kia kìa, tụi nó gần Tết rồi, không khí xuân ở cái xã mình nó vui thấy sợ luôn à. À, dạo này làm ăn sao rồi? Dạ thì cũng tèn tèn, nó hơi bết bết vậy đó, mà từ nào giờ thì chú biết rồi đó. Nhà con thì người làm người ăn, nhà con làm chồng con không ăn. Trời ơi, chồng phải á, tao không thấy nó làm gì hết trơn. Sao để tụi bay nuôi nó không vậy? Lo cho nó không rồi, nó là chẳng những không làm cái gì mà còn ăn nhậu nữa. Dạ thì đó, giờ con đi làm nè, đó, ổng nhậu ở bên cái đám bên kia hát sập sình đầy bển á. Chịu thôi chứ giờ sao chú, cái số mỗi người rồi, nên thôi kệ nó. Cũng lớn rồi chứ giờ cũng có thôi nhau có được đâu. À con à. Dạ. Này buộc lòng chú nói nha. Dạ chú cứ nói đi. Nó, con không có buồn rồi nha. Buồn nhiều rồi, giờ có buồn gì nữa đâu. À, dạ. Hai vợ chồng con mượn của chú số tiền 3 dạ. năm rồi. Sao không suy nghĩ sao mà không trả chú vậy? Dạ cái nợ đó con nhớ chứ. Hồi lúc đó kẹt quá, con nhớ con có mượn chú 10 triệu. Có nhiêu đâu. Dạ, 3 năm rồi. Mà chú thì không có lấy đồng lời nào của vợ chồng con hết á. Nên con biết, con mang ơn chú lắm. Nhưng mà tại vì hổm rài, cũng tính là Tết nay con gom gom tiền con trả chú. Mà giờ kẹt quá chưa có chú. Chú biết cái điều đó, không phải là chú đòi đâu. Nhưng mà chú cần số tiền để sắm đồ Tết trong gia đình. Chứ con thấy Tết tới rồi mà chú không có cái gì trong gia đình hết á. Dạ, con hiểu mà. Tết nhất thì cũng phải sắm sửa trong nhà. Thì đó. Dạ, 3 năm trời tao nói 10 triệu hồi xưa nó nhiều. 3 năm sau giờ nó cũng cái giá trị nó không có bằng hồi đó. Con biết chú giúp con vậy là quá trời rồi. Thôi thôi vậy đi. Tính sao? À, dạ để ít bữa con bán cái bầy heo nhà chứ giờ nó cũng tới lứa rồi. Con bán nó xong cái con gom gom tiền con gửi lại chú Hai. Dạ. Thì vợ chồng mới tính sao được thì cứ tính. Dạ. Chứ nhớ ngang, chú Hai không có đòi nha, mà chú hỏi thôi, có thì trả cho chú. Dạ. Còn không có thì chú cũng hơi buồn vậy thôi chứ không có gì. Không sao đâu, tại vì heo mà mình nuôi tới lứa mình phải bán chứ, cứ để lâu nó già bán mất giá. Dạ, thôi để con tranh thủ con chạy u ra chợ con mua ít đồ Tết, cái xong cái con hoành về con coi coi kêu người bán heo. À. Dạ vậy thôi con đi với chú Hai. Đi đi con. Chú Hai. Hả? Nói này không phải con định nha. Không phải chú cho con mượn tiền mà con định chú đâu. Chú hát hay giống như là ông hoàng dĩa nhựa Tấn Tài vậy đó. Bệ hạ ơi sen. Dạ thôi con đi chú. À. Dạ. Tội nghiệp nhỏ này sao á. Cũng đẹp người. Cũng đẹp nết. Tướng tá thấy cũng sang đó. Đáng lẽ nó sung sướng lắm. Sao nó cực, nó khổ vậy trời. Chứ đâu có ai ngờ chúng tiền nắm trong tay nè. 20 tỷ. Vậy mà. Cái kỳ vậy ta. Ông trời ơi, ông dòm con cái đi ông trời. Cho con lần hai nữa đi. Không phải giải quyết được cuộc đời con chứ kiểu này tự nhiên hụt hẫng chưa từng thấy luôn, chán thiệt. Nè, làm ơn điên đủ chưa hả, ngồi đó mà mơ với mộng. Tôi kêu á 1000 lần dời cái tủ xích qua một bên để tôi đi ra, tôi đi không có lọt, không bao giờ làm chồng với con. Ôi. Em phải cho tôi nói thiệt, cảm xúc tôi đang bị tụt cảm xúc. Tôi đang vui, tôi đang mà nói chung là 20 tỷ em nghĩ đi, cái chuyện không phải là ai cũng vậy thôi. Cầm 20 tỷ chắc cú luôn 100%. Tôi tụt cái là không có. Thôi. Rồi mà cũng như là mình mất trắng một cái gia tài mà mình đã dự định anh làm cái gì. Mà tôi nói ông nghe nè, cũng may phước là tôi đốt cái vé số mà ông trật. Chứ tôi mà đốt cái vé số trúng chắc giờ này chắc ông lên nóc nhà ông ngồi ở trên á. Ai làm vậy được. Thấy không? Mà tôi nói thiệt nè, năn nỉ luôn á, Tết nhất tới nơi rồi. Làm ơn phụ hộ người ta một chân giùm tôi một cái, cứ nằm đây hoài tôi tưởng bị liệt á.
Giống như hồi sớm ơi tôi bán mày heo nè. Trời ơi vô phụ tôi người ta ăn chân đi. Có gì đâu mà quan trọng như vậy thì bán heo. Thì cái chuyện đó em đâu phải là em không biết. Cứ cân đủ ký rồi người ta cân xong người ta chở xe người ta đi thôi rồi lấy tiền chứ có gì đâu mà. Ôi làm quá. Không, mở miệng ra thấy vô trách nhiệm. Ủa chắc bán mày heo đơn giản mà ha. Cũng phải cho nó ăn rồi phải tắm cho nó để cân được nặng ký từ lần ép giá chứ. Mà trời ngộ á. Bán bầy heo chắc lấy tiền chắc trả nợ cho tôi à. Thôi thôi thôi, để nó xài luôn đi, đừng có nhắc cái vấn đề tiền bạc với tôi nữa. Để đó cho tôi tính. Trời đất quỷ thần ơi. Trời đất ơi. Ông nghĩ làm sao vậy? Không trả tiền hả? Rồi Tết nay ăn Tết làm sao? Hôm bữa ông thấy ông hai qua ông nhắc hả? Nói ông đó làm gì? Ông đó thì sống đồng tiền coi như bánh xe. Ông hai mặt á. Mà hồi có tiền thì vui, không có tiền không qua ông nói nặng nói nhẹ. Tôi thiệt công á, ông nói chuyện ông nói đi mà ông không biết nói lại. Thôi ơi, người ta cho mình mượn tiền 3 năm trời không lấy một cắc tiền lời, mình phải mang ơn người ta chứ. Giờ trả nó ngang nó ngược vậy đâu có được. Không phải nó ngang nhưng mà không có tiền thôi không trả. Ai không biết chuyện đó mà em dạy đời tôi hoài. Thì bán heo có tiền rồi nên là nãy giờ tôi đếm đi đếm lại nè. Xong rồi giờ tôi qua tôi trả tiền cho ổng đây. Rồi ông mừng giùm tôi cái đám cỏ sau hè giùm cái nha. Thôi bây giờ vậy nè, ở nhà vậy làm mấy cái chuyện nữa đi. Đưa tiền lên qua nói chuyện rồi anh xin lỗi năn nỉ ổng. Thiệt xin lỗi không? Thì có tiền rồi mới nói chuyện với người ta được chứ. Chứ không có tiền sao giác cái mặt qua nói người ta tin. Qua bển giữ cái thái độ điềm đạm nói chuyện với người Trời ta. Trời ơi tôi có học mà bà làm như tôi thất học như bà dạy hoài. Cảm ơn người ta đàng hoàng đó nha. Người khổ rồi đâm ra nhiều cái chuyện xấu, ai cũng nghĩ xấu. Nhưng mà nhớ trả người ta đó nha. Đưa đi cái vụ này hoài, có cầm tiền rồi bà đây mà trả cũng được. Sao nhá nhá hoài, mệt quá. Tôi có mượn đâu, bắt tôi quên tôi trả. Mặt mũi là của tôi. Đưa đây. Ôi đất ơi, mình phải biết. Mình qua bển mình nói ngọt người ta 3 năm trời người ta không lấy lời. Rồi sao không cầm? Để xuống đi. Nè. Bỏ cái thật đó nha. Đừng cầm tiền mà nói nặng nói nhẹ tôi. Ôi là trời thiệt tình luôn á. Chồng với con. Tôi biết gì hồi xưa tôi không có lấy chồng đâu trời. Nghe tới công chuyện là bỏ đi à. Chú Hai ơi. Chú Hai à. Ba em đâu? Ba em hả? Ừ. Ba em lên huyện rồi. Tối ba em mới về lận. Vậy có hả? Gì không nhắn em nhắn ba em cho. Thôi chắc tao lên trảnh luôn. Gì vậy? Có gì nói em đi, em nói cho. Qua trả tiền ổng. Trả tiền hả? Thiếu tiền ổng. Đưa em giữ cho, tối gì em đưa ba em. Ông đi nào vậy? Đi lâu rồi, đi từ sáng rồi. Mới mượn nè, sợ không có tiền. Nè. Để em giữ cho. Mày tưởng tao ngu hả? Đưa mày rồi có chuyện gì rồi mày đẩy qua ổng, ổng đẩy qua mày rồi tiền tao đâu. Rồi nói mấy câu dễ xa nhau ghê. Thôi không tin tưởng thôi. Vậy tin tối rồi. Ba em về đi đưa cho ba em. Mày thì tao không tin rồi. Để gặp ổng rồi đưa tận tay chắc ăn mày ơi. Ba giờ này em thấy ba làm sao nha. Thần sắc kém dữ lắm nha. Xuống cấp đúng không? Đúng rồi. Tao nhìn thấy tao biết. Phải xuống thôi. Bệnh gì hay sao vậy? Rầu lắm. Đủ thứ chuyện dồn dập tao 5 tuổi mà. Rầu hả? Ừ. Đừng nói em là ví dụ với số trúng số một bữa nha. Đứng ngay, đừng có nhắc cái chuyện đó nữa. Mày đừng có nhắc cái chuyện đó nữa. Sao vậy? Mày nhắc mày biết tao đau lòng không? Cũng vì cái chuyện đó. Vụ với số đó. Tao cũng là thằng sớn sát. Ăn nhậu cho cố rồi nhìn đài này. Dò đài này trúng đài kia. Rồi nhờ ba mày đó. Nhờ ba mày đi mà nói hết hàng xóm là tao trúng số. Mời hàng xóm đến nhà tao tặng tiền. Đó, tao giúp người chút. Cuối cùng hứa hết cả làng mai dò đài khác. Rồi người ta nói tao nổ. Mày thấy tao đau không? Tới giờ tao còn mang tiếng nè. Ba nổ luôn. Thì anh nổ thiệt mà. Nhục đây. Quá, nhục lắm. Tại vì người ta nói vậy thôi. Ở đây không có chuyện gì để nói. Nói chuyện của anh nó vài bữa có chuyện khác rồi. Không ai nói chuyện của anh ở đâu. Chuyện đó nó cứ đeo đuổi tao tới giờ lắm. Tao bị... Hồi đó giờ tao đâu có xạo với ai đâu. Mà tự nhiên mừng quá hứa tầm 7 giờ người ta đồn. Cả làng ai cũng nói tao ba nổ không có cắt bạc nữa mà về đặt nó nói trúng số. Thôi 20 tỷ rồi nó nổ từ lứa. Thôi đừng có buồn nữa mà, buồn hoài thì ngậm miếng kẹo ô bên này em ngậm rồi. Buồn nhậu không? Buồn nhậu đi. Quất cái hết buồn. Cũng được. Có mồi không? Trời ơi, khi dễ nhà em hoài, nhà em bán tập quá trời đồ luôn, mấy cái này để bán. Em ra ngoài vườn em hái cốc tỏi miếng ghim cho anh ba nhậu.
Tao đang buồn mà mày cho ăn đồ sốt ruột không vậy? Nói giỡn á, vô nhậu đi, em lo cho. Lo. Chơi chơi. Vô, vô, rồi. Nặng quá. Càng ngày càng xấu. Tâm tay mà, tôi bị tâm tay. Ủa, đừng than nữa mà. Thiệt. Ủa, tiền tao đâu rồi? Nãy tao có đưa mày không vậy? Bớt giỡn đi nha. Ờ, con. Đừng dài nha. Uống chút thôi nha, chứ uống xịn lát nằm đóng rồi tiền cũng mất luôn. Kỳ lắm. Mồi, mồi. Vô anh ba ơi. Đẩy. Hôm nay không sai không về anh ba. Tới sát với anh ba luôn. Trong người yếu nhậu mau xỉn quá. Ê à. Ta đã rồi nha. Chưa rớt đi tăng hai. Mày đi tao không? Qua nhà anh Dũng làm tăng nữa nổi không? Đây! Đây! Đi ra ngoài không? Không đi tao đi. Tao nói rồi sáng không có ăn gì. Nhậu ba cái mồi mày xót ruột quá, chịu hết nổi rồi. Vô nhà, vô nhà ngủ đi ta. Ta đi mình. Đây. Ngồi xuống. Vô nhà ngủ. Nằm xuống gối đàng hoàng đi. Gối nè. Rồi. Tao đi à. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Mệt mỏi dữ à. Hôm qua ăn nhậu dữ quá mà hôm nay dậy dễ gì nổi. Thôi dậy đi chứ. Sáng mảnh mắt rồi. Dậy hỏi công chuyện miếng coi. Gì nhức đầu quá, hỏi gì chút không hỏi cũng được vậy. Chút hả? Ông tôi ngày cứ một chút. Mấy chút của ông là thành nhiều chút á. Bảnh mắt được kìa kìa. Ngồi xuống đây tôi rót cho ly trà uống tỉnh táo. Hỏi công chuyện miếng ơi. Thôi hỏi đại đi mệt quá. Hôm qua tôi đưa tiền kêu qua bên nhà của bác hai trả tiền rồi qua chưa? Qua rồi. Rồi đưa tiền chưa? Rồi. Ông nhìn thẳng mặt tôi không nói chuyện nè. Tôi mệt quá muốn gì gặp ổng đi. Hỏi coi có hay không. Trời đất ơi. Quá trời quá đất ông rồi. Tôi kêu ông đưa tiền cho ổng. Thì rồi. Rồi thì nhìn mặt tôi nói nè, cái dòng mà rồi mà không dòng. Không có gì mà. Phải nhìn trả thôi chứ nhìn chi. Thiệt là đưa rồi đúng không? Mày nhảy hoài mệt quá nha. Trời ơi. Ăn nhậu bê tha nguyên ngày hôm qua rồi. Bây giờ còn la lối gì nữa. Mình. Tôi nhờ ông qua mà nói đi công chuyện con một chút à. Mà ông đi trời ơi, tôi nói từ sáng tới chiều tối à. Chồng con gì lão hơn tôi mắc dịch mắc gió, tôi kêu ông về chắc tôi ngủm cô tỏi luôn á. Không nói nhiều đó. Bây giờ ở nhà coi chừng nhà giùm tôi một cái. Đặng tôi đi chợ tôi nấu nướng. Ôi gì có khỉ ho coi. Làm bấm gì vậy? Thôi tao nói gì kệ người ta đi. Mệt ở nhà quá. Làm ơn coi chừng nhà á. Lấn lên sân là vừa phải đó. Thôi có ăn cơm không? Ăn cho ăn không cho nấu rồi thôi. Không cần thiết đâu. Mặt quả quả hoài.
đi chợ ngày nào cũng như ngày nấy sống, ngày nào cũng ăn hết á. Chắc mình tôi ăn à. Dũng hả? Có làm gì không? Vậy thôi chạy qua anh ba gấp đi. Có việc gấp. Liền đi, anh ngồi anh đợi. Nha. Anh ba ơi! Vô đây! Trời đất ơi, làm gì mà giờ này gọi cho em rồi? Nè! Đừng nói với em á là hôm qua nhậu không đã, rồi bây giờ rủ qua đây nhậu nữa nha. Nhậu gì nổi nữa, đầu anh giờ cũng bể luôn rồi nè. Nhức quá trời quá. Mà uống cái gì mà uống dữ gì không biết nữa. Anh á, em đã cản rồi, em nói anh á, trời ơi cái tửu lượng của anh yếu thì anh uống ít thôi. Hai ba ly đầu là anh thôi anh uống thôi, anh ngưng, anh không uống nữa. Lúc sau anh sung quá là anh vô mà anh cầm nguyên chai anh tu không. Ủa mà quên. Anh gọi em qua đây nói có chuyện gấp là cái gì? Qua thì lúc mà ghé em đó là Tăng Hai. Sáng anh qua nhà Tài đi muốn gặp bác Hai, trả tiền cho ổng. Vợ anh đưa tiền trả ổng đó mà. Rồi trả chưa? Không có ba chú Hai ở nhà. Thì đưa cho thằng Tài. Muốn đưa cho nó, nhưng mà cái tánh thằng Tài thì nó cũng không có chắc ăn. Cho nên là thôi chờ đưa cho tận tay bác chú Hai cho chắc ăn. Tại vì chú Hai mình mượn ổng thì phải đưa cho ổng. Rồi đưa chưa? Đưa không, anh không có đưa. Không đưa thì mình cầm về. Thì đó anh cầm về chứ. Mà nó sơ kỳ quá. Kỳ gì? Em có thấy cái cọc tiền anh không? Khoan. Ý của anh tóm lại là hồi nãy giờ anh nói á, là chị Tuyền đưa tiền cho anh đem qua nhà chú Hai đưa cho chú Hai. Thì vậy đó. Nhưng không gặp chú Hai, xong rồi anh đem tiền về lại. Anh còn giữ lại. Thì đúng rồi. Thì qua tới nhà em đó là bắt đầu bây giờ anh bắt đầu kiểm lại thì không thấy tiền nó đâu nữa, mà không biết anh rớt á là em có thấy anh có cầm qua không, không biết nữa. Đầu đêm suy nghĩ coi. Hôm qua lúc mà anh qua bên nhà em á là anh nhậu trước rồi. Cho nên lúc anh qua là anh say mềm mềm rồi. Mà em đâu thấy anh cầm theo tiền gì đâu. Chắc có mà, anh đi về anh chắc cứu là có. Ủa mà có hay không em cũng không biết nữa. Tại anh cầm thì anh bỏ trong túi, lỡ như anh có cầm em cũng đâu có thấy. Thì đó. Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ lại coi là có đưa chưa, hay nhiều khi đưa rồi mà anh quên. Không có, lạc đâu rồi, anh không có đương tại. Anh cất mà, anh nghĩ là em thấy anh sai quá em giữ giùm anh. Giờ anh hỏi em không giữ thì bây giờ mới rối cho anh đi chứ. Nè, đừng nói là hôm qua mà rớt ở nhà em nha. Trời ơi, nhà em hôm qua là có tiệc cho nên là người ra người vô đông đúc. Anh mà rớt nhà em người khác lượm em cũng có biết nữa. Anh không nói vậy, anh không có ý vậy đâu. Nhưng mà anh hỏi em nếu có thấy hay là có ai lượm nói người ta tiếng gửi lại anh. Em hiểu rồi, nhưng mà cái vấn đề là hôm qua giờ em không có nghe ai nói lượm tiền gì hết. Mà tối hôm qua nhậu say quá rồi em đưa anh về. Trên đường đi là em cõng anh nè. Hai cái tay anh quàng qua anh xiết cổ em muốn chết luôn. Đâu có thọc tay vô túi. Cho nên là trên đường đi cũng không thể nào mà rớt được. Kỳ ta. Không có tiền đó mà bây giờ mà không tìm được. Anh bỏ nhà anh đi luôn á. Trời nè. Bậy bạ không à. Không phải, nó tùm lum chuyện đó em ơi. Anh thấy không ổn rồi. Trời ơi. Chị Tuyền ở nhà anh á rất là khó. Mà bà keo nữa. Đưa tiền cho anh mà anh không trả. Bây giờ mà lỡ như chú Hai ông qua đây ông đòi một cái là bể chuyện nha. Đang là lo. Lúc đó là chị Tuyền là bà xử đẹp anh luôn đó. Đang lo cái đó nó thì giờ trước mắt thì cái việc có tính sau. Còn bây giờ em giúp anh đi. Giúp gì? Giúp anh cái này thì anh em mình mà anh nói kỳ quá ngại quá. Ngại thôi, đừng nói em đi về. Nhưng phải nói thôi, phải nói. Em tìm cách nào em chạy em kiếm anh 10 triệu đi. Trời ơi. Kiếm liền đi để anh giải quyết rồi. Anh ơi. Anh coi anh chắc để tiền là lạc ở đâu đó. Anh 10 triệu chứ không phải 10 ngàn. Trời ơi, em làm gì có tiền mà tự nhiên cho anh mượn. Cái chuyện này chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi chứ sao nói em. Thì của anh biết cho nên anh nhờ em. Em là em mốt của anh. Thì em giúp anh được thì em giúp. Còn em biết anh đang nó vào thế kẹt anh mới nhờ đến em. Còn nếu em mà nói cái kiểu đó tình nghĩa anh em không còn nữa thì anh lôi cả đám vô cho nó xong vô rồi. Ủa tự nhiên lôi cả đám là sao? Phải lôi chứ thì phải có em rồi có
Thằng này thằng tài, thằng này thằng nọ tùm lum thằng nó vô chơi vui. Ý anh nói anh lôi tụi em vô là tại em mà anh say. Rồi vì anh say cho nên mới mất tiền là lỗi của tụi em á hả? Chuyện đó em suy nghĩ đó, em suy nghĩ thôi. Còn anh nói là anh lôi á. Em không giải quyết được 10 triệu cho anh mượn giùm anh thì em không có tình nghĩa gì anh thì anh tính. Gì kỳ vậy? Tự nhiên chuyện của anh mà giờ thành ra chuyện của em. Có thánh anh vậy đó. Thôi thôi mệt quá, bây giờ em tính vậy nè. Bây giờ lỡ rồi anh em với nhau từ hồi đó giờ tình làng nghĩa xóm thì bây giờ là đồng cam cộng khổ. Lôi thằng Tài vô luôn anh. Chứ tự nhiên em nói chịu à, mà em không chịu anh đâu. Anh lôi hết. Anh lôi hết luôn nếu không giúp anh. Đừng có nói tánh anh, nói là anh làm á. Rồi anh đợi em một lát. Đưa đây. Tiền hả? Dạ không. Nữa. Alo Tài hả? Qua nhà anh ba gấp. Dạ xin phép anh ba em ông, về. Ông có cửa. Về khơi về. Qua đây ngồi. Đúng rồi, qua kia ngồi đi. Chưa có giải quyết xong vậy. Thôi nha, cái vụ này em không chịu đâu nha. Cái vụ này không liên quan tới em nha. Rõ ràng hôm qua em nói đưa tiền cho em đi. Nhìn mặt em đó, mày gian lắm. Tao không đưa cho mày đâu. Cất lại, bây giờ mất rồi. Đủ rồi em hả? Không có chuyện đó đâu nha. Mày cãi à? Không phải vì mày à? Tao không liên quan đến em. Sao không liên quan? Trời, mày nghĩ sao không liên quan? Liên quan tới em chỗ nào? Bây giờ anh mới vạch ra nè. Nè, anh mới vạch ra cái câu chuyện đó. Tại sao cưng phải dính vô câu chuyện này? Đúng không? Là gì? Anh đem tiền qua trả cho dạ. Chú Hai. Có câu chuyện này cưng biết rồi. Dạ. Qua không gặp chú Hai. Anh gặp thằng Tài. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng ra anh phải đưa tiền cho thằng Tài cất. Dạ đúng. Ừ. Đúng không? Là em giữ để đưa cho ba em. Đúng rồi. Nó rất là đơn giản. Đó. Là nó xong công việc rồi. Đó. Nó không có phải như lớn chuyện như bữa nay đâu. Vậy tại sao anh không đưa? Thì cái lý do là nhìn nó sao? Nó đâu phải là cái người mà uy tín như anh em mình, đâu phải như anh. Anh là cái người uy tín, anh nói anh giữ lời và anh làm không có gì sai với ai. Cho nên anh không đưa em là tại vì vậy. Vì cái đó anh mới đây, mới đây, về. Đây. Đó. Tôi xin được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt. Tại vì anh ba anh còn say cho nên anh nói chuyện hơi lòng vòng. Ý của anh ba là đi qua nhà ông đưa tiền cho ông, đưa tiền cho ba ông. Nhưng không có ba ông thì đúng ra phải đưa tiền cho ông. Nhưng mà tại vì cái mặt ông gian quá, không đáng tin tưởng. Chính vì vậy anh ba mới đem tiền về lại và bị mất. Là không do phải. Ông. Không phải, mình đừng có nói nặng nó quá. Trời ơi, không nó phải. Nói như tạt nước vô mặt em. Không có đâu, anh ba nói vậy nè. Tại vì anh ba đưa tiền cho cưng là cưng cất. Cưng không đưa lại cho ba cưng. Rồi, không có. Em xài luôn. Rồi anh kêu bằng ba em sẽ nói nặng nói nhẹ anh. Vì vậy anh không tin em là vậy. Chứ không phải là em làm xấu gì. Thì đúng rồi đó. Đó là rồi. Vấn đề đó. Anh phải về thôi. Rồi em kéo anh lại nhậu đúng không? Ừ, tại em thấy anh buồn. Này, cái vấn đề đây chỗ này nè. Cái chỗ này mới lớn chuyện nè. Đúng là để anh về đi. Em phải cho anh về là không có gì xảy ra. Tiền anh còn nguyên. Em kéo anh lại nhậu. Nhậu mà đến nỗi là nói chung anh đi, anh muốn lũi xuống mương luôn. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Bê bớt, anh nói thiệt, anh tỉnh lắm. Đúng, anh rồi, mà. Anh như thế này. Nếu em không kêu anh nhậu thì anh tỉnh, anh đi sẵn. Sẵn về nhà là tiền còn nguyên. Anh phải nhậu vì em, anh thương em, vì tình anh em. Anh ba. Máu mủ xóm giềng. Anh ba, em có ý kiến. Tính ra là nãy giờ anh phân tích á, cái lỗi là nó nằm ở bên phía anh Tài. Còn em là em không có lỗi gì hết. Em không có gì để cho anh đang làm việc nữa. Em xin phép em đi về trước. Em ngồi đó khoan để em có mặt em làm chứng. Không, em đâu có bị cái gì đâu. Đi về tao không giết dép vô mặt mày đừng liền luôn á. Nè, tao quyết định vậy nè. Bây giờ, đó là vấn đề em làm cho anh mất tiền là tại vì em nói anh phải nhậu với em. Đúng rồi, anh sai xỉn và đầu tiền anh rớt ở đâu anh cũng không biết. Thì đúng ra anh không nhậu thì em hiểu rồi, đúng không? Em hiểu rồi. Là nhưng em mà, nhưng mà ý của em ở đây là lỗi của nó. Còn em không có lỗi. Bởi vì hôm qua lúc mà ở nhà em nhậu tất niên thì em đâu có biết anh em tiền theo. Đúng rồi. Anh vô nhà em. Em quý anh. Đúng. Thì em mời anh ở đây nhậu. Còn cái chuyện mất tiền em không biết. Đó là cái chuyện mất là giờ nãy giờ biết là tại nó rồi đúng không? Trời ơi, dạ. Đó là một giai đoạn là em phải có dính líu vô cái vụ này. Rồi cái vụ thứ hai. Dạ. Nếu em không có tất niên. Dạ. Ha, thì anh đâu có ghé. Anh về luôn thì tiền vẫn còn nguyên. Ủa là bây giờ là anh bán qua em luôn hả? Chưa bán đâu. Con. Chưa bán đâu. Vô nhậu cái thận của em mới xảy ra sự cố này. Anh không còn thôi anh đừng nói nữa gì hết. Bây giờ anh đi mấy anh đừng có nói nữa. Bây giờ tóm lại là anh muốn tụi em làm cái gì? Thì nếu em nói vậy thì anh nói ngắn gọn, nếu muốn không có dính chung cái chuyện này thì mấy đứa tìm cách cứu anh. À, hai đứa em tìm cách cứu anh.
làm cách nào thì làm, bất cứ giá nào. Rồi còn không ấy là tôi chuyện này thôi, rõ ràng là tất cả làng, cả xóm, gia đình đều biết hết. Thôi thôi vô thôi. Vô lý quá. Có lý chứ. Thôi bây giờ em hiểu rồi. Bây giờ nói chung tóm lại ý của anh là bây giờ là mất tiền, hai tụi em phải chia nhau chịu trách nhiệm. Bây giờ 10 triệu thì mỗi đứa chịu 5 triệu đúng không? Hớ, cái gì nữa mày không nghe anh nói hả? À? Nhức đầu muốn chết à. Không có biết cái gì, bao nhiêu triệu anh không biết, chỉ cần 10 triệu mà hai đứa phải giải quyết cho anh sao đủ 10 triệu. Còn nếu không, không y với anh, đó, cho tay quậy hết. Rồi, tụi em biết rồi. Cái thằng này làm ăn lớn không được, còn nhiều đó mà cũng muốn xong. Chắc giải tán cái miếng này quá. Anh ba, tôi tưởng mày chết rồi chứ. Trời ơi, sao cái miệng anh độc như vậy? Sao giờ này chưa xong? Thì anh cũng phải cho em thời gian để mà em về em xoay sở em kiếm tiền chứ. Thời gian cái gì? Thời gian là ngàn cân treo sợi tóc trong lúc này. Còn một tiếng nữa thôi phải giải quyết cho xong. Mày lề mề với thằng Tài nữa. Rồi tiền của em nè. Đưa đây. Nhưng mà cái gì? Còn thằng Tài đâu? Thằng đó làm ăn chậm rãi giờ này, không có nó thì làm sao giải quyết? Thằng Tài nó về nhà của nó, còn em về nhà em đâu có biết đâu. Làm ăn như rùa vậy. Anh, hồi nãy á, là em gặp chị Tuyền đi với lại chú Hai. Trời ơi, không biết là hai người đó có biết chưa nữa. Cái chuyện bây giờ tao tính hết rồi, biết hay không gì để tao tính, đổ hết cho thằng Tài đi. Mày hiểu chưa, hiểu ý tao không? Tức là mọi chuyện bây giờ là mình cứ đổ lỗi qua cho thằng Tao Tài. Đổ hết cho, đổ cho nó qua đưa tiền nó rồi. Đó, đưa tiền cho qua gặp ba nó, không có ba nó đưa tiền cho nó cất. Mà dạ, nó không đưa. Vậy là lỗi nó hết. Dạ thôi, tuy là lương tâm em hơi áy náy một chút xíu nhưng mà thôi vậy đi. Sắp xếp vậy đi. Cứ đổ lỗi cho nó đi. Mày mệt mỏi nó quá. Thôi, năm sau không làm ăn với mày nữa đâu. Đó. Mà bốn gì? Tiền. Mày mai mốt có làm ăn đàng hoàng chút xíu đi. Làm ăn gì cũng đàng hoàng. Có nhiêu đó mà chờ đợi mày biết. Trời ơi, làm như vậy lấy tiền ra được. Mày biết tao ngồi trên đống lửa không? Chắc em ngồi trên nóng nước à. Ngày hôm nay giải quyết không xong, tao dọn nhà, qua nhà tụi bay ở luôn. Thôi bớt giỡn. Thôi, bây giờ anh ba bình tĩnh đi. Bây giờ chuyện đâu còn có đó. Quan trọng là bây giờ này mình đi qua nhà thằng Tài, mình đưa tiền cho chú Hai. Sau đó là quan trọng hơn nữa là mình phải đi tìm cái số tiền bị mất kìa. Anh cất kỹ nha, để mất nữa chết em luôn á. Mất cái gì làm ăn chung, mất thì chịu chung. Giờ đổ lỗi cho tao à? Sao cái gì? Mày suy nghĩ tao sao nè, lại đây. Yeah. Mày cất đi. Ê, thôi, thôi em sợ tiền dữ lắm rồi. Cất, tao nói cất là cất. Thôi mất nữa, em sợ tiền lắm rồi. Em không, bây giờ cất đi, tao có cách giải quyết hết. Hiểu không? Nè, tao bàn với thằng Dũng rồi. Thôi, bây giờ mày cất, để một có chuyện gì xảy ra, tao nói tao đưa cho mày. Tao qua tao trả tiền cho ba mày. Ha, mà không gặp ổng, tao đưa cho mày cất. Rồi mày nói mày quên, mày không có đưa ổng. Đó, như vậy đi, để tao tính. Em nữa hả? Thôi, mày dính vô chứ, tại sống chung mà. Thôi, thì bây giờ chuyện á vậy rồi thì cứ giải quyết vậy đi. Ừ. Không ấy bây giờ này, ông chạy về ông đem tiền. Cái gì vậy? Ai? Anh ba, coi như là xong nha. Mày xong? Dạ, đau bụng quá cha. Bây giờ em mày đi liền cho tao đi. Em đi trước, dạ em đau bụng quá. Giải quyết từ thằng. Dạ, lúc lắm. Ôi dạ. Nhớ nha, không được làm gì hết, để tao sắp xếp. Bình tĩnh, ổng tới. Đừng có nói gì hết. Mặt mày tươi lên, đỏ lên, sao mày xanh quá vậy? Cười lên nha. Đó, đúng không? Dạ. Cái nào đâu ra đó. Dạ, chú, anh ba nói gì cũng đúng. Chú Hai là cái người anh ba tôn trọng. Dạ. Cho nên chú Hai. Ủa tía. Ông đây hả? Dạ. Ủa, hai đứa bay đứng đây làm gì vậy? Mà kêu nó đưa tiền cho chú Hai, gửi nó mà. Mày á. Dạ. Đưa thì đưa liền, ngủ quên đi chơi quên, để giờ ông khi chú Hai nghĩ tao người sao. Đưa tiền ông đi. Dạ, con hư quá ba, con quên. Anh đưa tiền con đưa cho ba mà con quên tiền của ba là ba. Đó, 10 triệu á. Ủa, là sao? Là sao cái gì đây nè, tiền là tiền của chú Hai đó, hôm qua đưa cho chú Hai đó. Đưa chú Hai rồi qua không gặp chú Hai mới gửi cho nó. À. Rồi nó quên, nó đi chơi, ăn nhậu, nó xỉn, nó quên đưa cho chú Hai. Bây giờ phải đi tìm nó, kêu nó đưa cho chú Hai để em biết anh đó có lận quạng đâu. Tiền của ba lấy. Cất đi chú Hai, trả tiền đó, tiền của chú đó. Chồng con anh trả tiền chú đó. Cái gì? Mày trả cho tao ngày hôm qua rồi mày nhớ không? Ông ơi, ông lớn tuổi ông bị lẫn rồi ông ơi. Trả ông hồi nào, tiền tôi trả ông tôi nhớ chứ, này là tiền của ông hôm qua nè. Mày trả rồi. Ông ơi, ông lẫn rồi, đi khám bệnh đi.
Nè, có ông đưa chồng đi, nhét vô đi rồi bà bộ cứ ở có tiền cái ông làm bộ ngây thơ, trời ơi lấy tiền mà ngây thơ. Chú Hai. Trời ơi, cái gì? Sao sao hôm qua anh nói với em là anh qua bên nhà chú Hai trả tiền chú Hai rồi. Thì đó đó là vậy thì qua gặp ổng. Thì đúng rồi mày gặp tao ổng mày. Chú ơi, chú lớn chú để con nhỏ con nói chứ chú cứ dành nói hoài với chú Hai. Là trời. Là anh qua anh kiếm chú Hai gửi tiền lúc em đưa anh đó. Đó. Thì chạy qua cái ào hỏi kêu từ nhà trước đến nhà sau không thấy ổng, nó hỏi ba mày đâu, đúng không? Tao hỏi ba mày. Đó, đúng rồi, đúng mày rồi. Nói ba mày đi khám bệnh gì đó. Anh nói vậy thôi mày cất 10 triệu này ba mày về hoặc là em lên bệnh viện đưa ổng, đúng không? Đó đó là 10 mà triệu. Ngày đó không qua mày đâu mà mày không đưa ổng liền vậy? Quên. Quên gì quên, kỳ vậy đây vợ quên. Tao. Bộ mày không nhớ hả? Ủa, sao con nhỏ mà con không nhớ sao được? Chú mày lớn rồi, coi chừng chú quên rồi mày đó. Đứng đây. Miệng mày cái miệng kìa. Ai? Miệng như quay sách. Chú nói vậy chú nói được trả nợ chú mà chú nói nặng người ta. Sao, chú Hai? Nặng cái gì? Bây giờ mày nín đi, mày nghe tao nhắc nè. Bây giờ chú nín trước đi, con nói đi rồi chú con mới nín. Ngày hôm qua, đúng là ngày hôm qua, đúng không? Đúng. Tao đưa tiền cho mày. Ừ. Mày cất đúng không? Đúng rồi. Tao kêu mày đưa tiền cho ổng đúng không? Đúng rồi. Khỏi đó đi. Nè, hai cha con nói chuyện khỏi kêu tôi. Thì tiền đó, tiền đưa cho tía đó. Ủa chú Hai, sao sao ông nghèo? Ủa? Ngày hôm qua ông nói là ông đưa tiền cho chú Hai rồi mà, đúng không chú? Rồi có cái 10 triệu mà nãy giờ đưa cho chú là sao? Mày quên rồi phải không? Cái gì? Mày quên thì tao nhắc cho mày nhớ nè, hôm qua mày trả cho tao rồi. Ở đâu mấy giờ? Tức mình. 10 thì dễ lắm, năn nỉ ỉ ôi mà chừng trả không chịu trả, thiệt là tình. Khổ ghê. Phải biết vậy là không có tiền. Không có tiền là không có ai mượn nợ. Ừ. Ba. 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 Hai à? Thằng nào? Trời ơi trời. Tao mà mày kêu bằng thằng, tao kêu mày bằng ba. Là thứ ba chứ không phải mày là ba tao. Tao là ba của thằng Tài nè. Gì vậy? Mày ve nữa mày lui nữa là mày đi thay đồ á. Mày tưởng tao ngu hả? Cha mày cho mày. Tao ve tới đây tao ngưng. Tao biết tao hổn. Hổn. Mày ngon ha. Mày muốn mày hết muốn ăn Tết rồi. Trời ơi sao. Mày hết muốn ăn Tết mày đâu cũng động tới tao. Tao khổ ghê vậy đó. Tài hả? Mày á. Sao sai hoài vậy? Tao là ba thằng Tài. Chú Hai. Chú Hai. Dữ không à? Nó tưởng mày quên tao rồi chứ. Nãy giờ đâu không biết. Mệt quá. Tưởng nào nó phá. Nó chào con. Nha hả? Con đợi chú Hai hồi sáng tới giờ lúc vừa này nè. Mày đợi tao làm chi? Đợi chứ. À, hứa đâu phải uy tín đó chứ còn đâu có mà lung tôm không được đúng không? Ủa mày hứa tao cái gì? Trả tiền. À. Thấy ngon không? Mày ưa giỡn với tao quá. Con thấy đó. Tao thương mày cái mày giỡn giỡn rồi. Con nói thiệt, con hứa đâu ra đó. Cuối năm rồi con phải trả tiền để người ta đòi nợ rồi đâu có làm ăn gì được, đúng không? Ủa sao thằng này nó cổ truyền quá vậy ta? Đúng. Đừng bao giờ để người ta đòi nợ mình. Mình thiếu tiền thì phải trả cho người ta. Nếu mà để người ta đòi là suốt năm mày bị người ta đòi rồi. Đúng vậy. Ừ. Vì vậy con mới nói vợ con bán heo liền. Rẻ mắc gì cũng bán. Để cái tiền trả nợ cho chú. Để mà trong năm mà hôm qua ông cứ lấy tiền lời mà ông bắt heo ông cứ... Đó, mày hoài. Mày đứng một chỗ yên coi. Chuyện nói chuyện của tôi. Bây giờ mày nói mày trả tiền tao phải không? Ừ. Bán heo trả tiền tao phải không? Đúng. Mà cho tao hung mày miếng được khỏi không? Cái vụ đó khỏi nha. Không cần nha. Khỏi nha. Ừ. Tiền nè. Đúng không? Tao có nằm mơ không vậy? Mơ gì tiền mơ gì. Con thiếu chú bao nhiêu con trả chú đầy đủ. Ôi chú trời. Có cần kiểm tra lại không? Mà trả thì giỡn nha. Hả? Có nói tao. Thiệt phải không? Nè lớn rồi nha. Được đứng đàng hoàng đừng có thấy tiền là tương tức. À, thử vô thôi không giận đi chú ơi. Cảm ơn nha. Mai mốt á
tao sẽ cho mày mượn thêm. Dạ. Cho mượn hoài. Để mà khi mượn tao cho mày uống rượu, để mày sai mày mới trả cho tao. Có rồi. Nhậu với thằng Tài thôi, chú không có cửa chơi con. Rồi thì không phải không, coi chừng chú nhớ sai á. Anh trả ba em gọi tự nhiên như vậy, anh kêu em nữa là cái gì? Không phải, để tôi nhớ lại cơ số kỳ với tao. Nhớ cái gì mà nhớ nữa. Hay quá ha. Chú Hai ơi, con xin lỗi chú Hai nha. Ra đây này. Ông giỡn mặt với tôi phải không? Giỡn cái gì? Quỷ đen chứ gì. Không, ha, ha. Nói trả rồi, lòi đâu ra 10 triệu. Hả? Tiền ở đâu? Bây giờ em từ từ đi, anh giải quyết cho nó rõ ràng, trắng đen rõ ràng tại đây luôn. Bây giờ tôi hỏi tiền ở đâu? Thì rồi rồi, em nín ha. Em xích ra để nói chuyện. Chú Hai chắc chắn là con đã trả tiền chú Hai rồi, đúng không? Đúng rồi. Khẳng định chưa? Chú đừng có hối hận nha. Đúng không? Đúng. Còn em hỏi 10 triệu ở đâu có, đưa cho chú Hai bây giờ, đúng không? Đúng. Có gì đâu. Có gì đâu. Là sao? Đúng không? Tiền của ông Tài. À! Anh chơi kỳ vậy anh ba, anh chơi anh khai đồng đội. Bây giờ tao thắc đừng cùng rồi, mày dồn tao vô quá rồi tao phải bụng thôi. Tôi không nói nhiều với ông nữa, đi về nha. Ờ, đi đi thì đi. Đi, trời đất ơi. Cuộc sống mà ha, đụng thì phải chạm. Trời ơi. Ờ, tôi nói rồi nghe. Con. Con dễ thương quá. Giúp bạn á. Tốt. Dạ. Vậy 3 triệu đó. Dạ. Mày về nhà mày chết chứ ta. À ba, đừng rớt lỗ tay ra. À. Hài Phương Nam, vui lắm mà nghe. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu Dừa. Cầu Dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khát tay. Ai mua hoa không? Mua hoa giùm em đi. Có ai mua hoa không? Mua hoa giùm em đi. Ai à? Giùm em đi. Có ai mua hoa không? Ai? Mua hoa giùm em đi. Ai bán hoa? Ai mua hoa không? Có hoa ở đây mà ai bán, ai ai nói gì vậy? Ai đó? Ai vậy? Ai? Ê! Sao có ai? Ma! Ma! Ơi! Cứu đi! Ma! Chủ quán! Bà Chín! Bà Chín! Chủ quán! Chủ quán bà Chín! Chủ quán bà Chín! Chủ quán bà Chín! Chủ quán bà Chín! Chủ quán bà... Bây giờ cuối cùng là mày kiếm chủ quán hay là mày kiếm bà Chín? Kiếm chủ quán kiếm bà Chín luôn! Ừ! Chú Nam! Gì nữa, kiếm tao nữa hả? Tao ngồi đóng trần ngần như ông thần đây nè. Trời... Mày làm gì như ma được vậy hả? Ma ma đâu? Trời, con trên thành phố gì mới về lâu quá, trời, chứng như cảnh mà ma xuất hiện ban ngày chú. Ở đâu? Ở đây nè, qua cái cầu khỉ đó. Qua cầu khỉ phải không? Cầu tre lắc lẻo đó, con đi ngang qua đó. Con đang đi ngang, tự nhiên hắn nghe một tiếng người phụ nữ than khóc. Ai mua hoa không? Con quay lại, con không thấy ai hết. Con không nghe hết, con trấn tĩnh lại, chắc là quán thôi, lại nghe một tiếng nữa. Ai mua hoa không? Mà cái giọng éo luôn. Trời ơi. Rồi con nghĩ là hả, ngay cái chỗ đó là con nghĩ là lúc trước có một con nhỏ bán bông ở đó, nó bán ế quá. Rồi xong nó nhảy xuống sông nó quyên sinh, bây giờ là nó ám ngay sông đó. Giờ đi ngang qua thì nghe tiếng ghê quá chú. Nhưng mà mày nghe tiếng thôi, nghe 2-3 tiếng nhưng mà mày không có thấy hình chứ. Đúng vậy? Đúng rồi, trời ơi trời, ma mà sao mình thấy được. Trời, con nghĩ 12 giờ đêm mà ai đi qua cầu đó thế nào không thấy con nhỏ mặc áo trắng, tóc dài thòn này lòn này nè. Cầm bó bông, ai mua bông không? Ai mua bông không? Trời ơi. Đây có ma thiệt đó, rồi mày mới về chứ gì, thành phố mới về gì. Ờ, ghê quá. Bỏ rồi thôi, xách vở về nhà đi, đây ma giật chết luôn à. Đây ma, giờ ma dữ lắm, về đi. Mày đi tới luôn khúc đó rồi mày coi chừng đó, bị nhập luôn đó. Trời ghê vậy? Trời đất ơi. Ôi trời. Nhập là phải kêu thầy là chữa cho mày đó. Ôi chứ còn phải né chỗ đó rồi. Chú biết rồi, chú mốt chú né đi chú. Mày né đi à. Tao là người lớn không sao. Trời. Mày nhỏ mày coi chừng á.
Trời ơi, lớn tuổi coi chừng mấy con ma nữ á, nó khoái mấy cái linh hồn mà mấy người lớn tuổi á, là nó ám á, rồi nó đi theo luôn. Tao còn mừng nữa. Cái gì chú mày điên hả? Mấy ma nữ mà vậy tao còn mừng nữa. Trời ơi, chú nói mày làm bạ chú không biết nó lại đi. Được, còn muốn ma ám là sao trời? Tao giờ tao hết muốn chơi với người rồi, bây giờ tao muốn kiếm ma tao chơi. Ma thấy vậy chứ nó còn chung thủy hơn người. Ôi trời, chú hình như chú bị ma nhập hay sao? Chú nói chuyện thấy ghê quá à. Tao còn đang giấy cho nó nhập tao nữa mà nó chưa. Thôi chú ơi. Chưa chịu, nó từ từ. Rồi nó ngọt nó mới chịu. Trời chú ơi, chú nói chuyện nghe thấy ghê quá hả? Thôi, uống gì vô tự làm uống đi. Bà Chính bà đi chợ rồi. Bà giao cái quán này cho tao đó. Mẹ ở đây đi. Tao ra ngoài chơi với mấy ma chơi. Ma ơi. Ma ơi, ra đi ma, xuống chơi nè. Trời, ông này giống như kiểu ma nhập rồi trời. Tự nhiên giấc này đi kiếm ma, chơi với ma. Thích chơi với ma, không thích chơi với người. Không được, ổng lớn tuổi rồi, mình phải đi theo giúp ổng mới được. Lâu quá rồi về, tự nhiên xuất hiện con bé xinh quá vậy trời. Băng Hòa. À, thì ra cái tiếng hồi nãy mình nghe là cái tiếng cái loa. Bây giờ mới thấy cái hình. Cái hình hay quá vậy trời. Thiệt tình, người đẹp vậy đó. Mà ngồi mà nắng mà mưa à, thấy nó xót ruột gì đâu. Cô Hồng. Dạ. Sáng giờ bán được không mà ngồi ngoài nắng quá trời nè, sao không vô trong ngồi? Dạ, chưa có bán được anh Nam ơi. Vậy đó hả, tội nghiệp không? Thôi được rồi. Dạ. Này nhiêu để tôi mua hết cho, nghe không? Anh Nam mua hết cho em. Mua hết luôn. Trời ơi, em cảm ơn anh Nam nha. Trời ơi, có dạ. Bao nhiêu tiền đâu, đi vô đây ngồi uống nước đi, để đó đi rồi chút bao nhiêu tiền tôi trả cho, nghe không? Trời, sao chú Nam có những cái hành động quái gở mà nó hơi đi quá phạm vi tuổi tác của mình vậy ta? Dạ. Con nói đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi hỏi thăm cháu coi. Mẹ ơi, nhìn thấy đẹp, thấy không? Mà ngồi mà nắng mà mưa vậy, tôi xót lắm, tôi chịu không có nổi. Dạ, em cảm ơn anh Nam. Hôm nay được anh Nam mua qua hết vậy á, em vui lắm, cảm ơn anh Nam nhiều. Vậy đó hả? Dạ. Mai mốt á, có bao nhiêu đó thì cứ để đó tôi mua hết cho, thấy không? Dạ, em cảm ơn anh Nam. Đừng có ngồi chi cho nó cực khổ. Ủa chú Nam. Chú gì đây mày? Thì chú lớn tuổi còn phải kêu chú bằng chú chứ không phải kêu bằng chú em, đúng không? Lớn gì, tao lớn mày vài tuổi thôi chứ lớn nhiêu. Trời, lớn hơn cả chục tuổi mấy con giáp trời. Ô, chú lớn ơi. Tuổi hơn ba con mà phải kêu bằng bác á, nhưng mà tại vì phải kêu bằng chú tại bà con với nhau. Mày lấy cái kiến mày coi coi ai già hơn ai à, râu ria mày kìa mày ơi. Thì con để râu gì cho nó đứng tuổi, nó chững chạc, nó trưởng thành còn đỡ hơn là chú. Là chú bây giờ râu mọc quá trời mà cạo rồi tóc tai râu rồi nó bạc rồi, để cho người ta bạc đi, tự nhiên đi nhuộm. Mệt rồi quá đâu sao về không đi, về nhà đi còn quẩn quẩn đây chi nữa không? Thì con tính về rồi mà thấy chú đi mua hoa nên con đi theo. Ủa à, em bán hoa hả? Dạ em bán hoa. Hồi nãy anh cũng có chạy ngang qua đây nè, nghe tiếng rau không anh hết hồn, tưởng đâu gì, bây giờ anh mới biết được có cái tiếng mà bây giờ nhìn thấy cái hình. Cái hình nhìn hay quá trời luôn. Hình hay quá trời hình. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Anh cũng mua hoa. Bán cho anh 5 bó đi. Xin lỗi anh. Hoa này hôm nay anh Nam ảnh mua hết cho em rồi. Có gì ngày mai anh ghé nha. Em kêu ông này là gì? Dạ bằng anh Nam. Trời, em đừng có hổn như vậy chứ. Chú lớn tuổi mà kêu vậy là không có được phạm quý đó. Thôi đi được ơi, được. Để cho tao sống vậy được ơi. Mày còn trẻ, sự sống mày còn dài lắm, không? Thì hồi nãy con nhìn từ xa, con thấy mua hoa cũng có cái mùi, cái màu đó. Con cũng khuyên chú à, lớn tuổi rồi, mình nên biết liệu cơm mà gắp mắm. Chứ mà gắp cục mắm nó mặn quá đó là nó lên đăng sông, nó đi đứt luôn á chú. Nhắc nhở
đâu, sức khỏe của tao tao quản lý, tao biết khả năng tao tới đâu rồi tao tới đó. Trời, vậy nha, chú biết giữ sức khỏe để tao ráng được mày ơi. Em tên gì? Dạ em tên Hồng. Em tên Hồng hả? Dạ còn anh? Anh tên Đực. Trời ơi. Dạ, dạ, anh tên Hứa Minh Đực. Trời ơi, nghe tên nghe phát ớt. Đây là chú Nam. Ừ. Dạ, dạ. Nghe cái tên tao thánh đó gì Minh Đực đâu, Bình Đực. Nghe là ổng như là con gì Đực vậy đó. Ở trong xóm này ông nổi tiếng ghê sờm. Ăn nói đàng hoàng nghe mày. Thì ông ghê ai mà sờm. Nói chuyện hồi xưa đó, chú hồi xưa chú cũng mê văn nghệ đồ đóng mấy vai ghê sờm thì con quảng cáo cho chú thôi. Hỏi Hồng cho tao nãy giờ có ghê không? Con lo sức khỏe cho chú thôi, liệu cơm mà gấp mắm. Tao biết rồi, cái đó không cần mày lo đâu, mày lo cho mày kìa. Mày đi lông bông đó, mày đi tụ tập đó, mày coi chừng đó, có ngày đó mày ơi. Còn người ta lớn tuổi rồi, ta chỉ ngồi nói chuyện hai người thôi, phải không? Đây có cỏ không? Ở đây cỏ có hoa thôi mà sao? Sao nghe mùi trâu quá ta? Trâu giận cỏ non hay gì á, không biết. Thôi con về chú. Giữ gìn sức khỏe rồi chú. Thôi con về nha. Đồ thứ khùng điên quá trởn gì đâu. Mấy này nó khùng. Trời ơi, Tết nhất rồi mà nóng quá trời nóng. Hên á là mình bán sắp hết mấy cái hoa rồi đó, chứ không chắc nó hay queo. Ủa, Hồng, em ở đây hả? Dạ em chào anh. Trời, hàng gì anh ra ngay cầu khỉ tìm em cũng gặp, ra chợ tìm không gặp. Hôm nay không bán bông hả? Dạ bông em bán á, gần hết rồi. Với lại tại vì sắp Tết á, là dì Chính á, đi chợ sắm đồ Tết rồi. Em ở đây canh quán phụ dì á. Bông bán hết sao còn bó kìa? Dạ còn có một bó này à. Còn có một bó hả? Dạ. Ê, dạ. Cho anh hỏi nha, là em là cháu dì Chính thiệt hả? Dạ đúng rồi, em cháu dì Chính. Dì Chính là em của má em. Tại vì dì Chính á, gần Tết kêu em qua phụ quán. Sẵn tiện á, em muốn cái chòi ở bên kia cầu á, rồi bán bông luôn. À dạ. Bữa ngày mà ma quỷ xuất hiện nhiều quá. Ê, hả? Nói nghe, câu chuyện cảnh giác nha. Tối là em ở ngay chòi đó một mình hả? Dạ đúng rồi. Coi chừng nghe chưa, ban đêm ban hôm có một mình con gái của mình ở đây xuất hiện mấy thằng cướp á, mấy thằng cướp già nguy hiểm lắm. Nó vô là nó cướp sắt rồi nó cướp quần áo, là nó cướp nhiều thứ ghê lắm, em phải cẩn thận nha. Cướp không ăn già không có đi ăn cướp đâu. Mà bây giờ đó mấy thằng tội phạm bây giờ ăn cướp đó là mấy thằng trẻ không à, cái già em không có đi ăn cướp. Thì đó chú, mấy thằng cướp trẻ thì nó chỉ cướp vàng bạc châu báu thôi, nhưng mà mấy thằng cướp già là nó cướp sắt rồi nó cướp cái gì nó nữa. Thôi mấy thằng trẻ nó ghê, già ra cái gì cái ta cũng có suy nghĩ đắn đo, nó có kinh nghiệm đâu. Thì đó, thì có kinh nghiệm ăn cướp mà. Thôi vô chú cơ, ngồi uống nước đi con Bao. Không, tao không uống nước của mày, tự tao uống tao trả tiền anh, tao có tiền nhóc. Lớn dạ. Tuổi tự lập giỏi. Trời ơi, cái cỡ mấy quậy có tiền mẹ gì, xin tiền má không à, xin tiền má đi uống trà sữa chứ gì phải không? Là mấy đó, đó mấy thằng dưới quê còn con thành phố về nó khác đó. Thì tao nói y cỡ dạ. Tuổi mày đó là chỉ có xin tiền má đi uống trà sữa thôi, còn đây là tiền non bạc biển nè. Đó. Dạ dạ, vậy anh Nam uống gì em lấy ạ? Cho anh ly cà phê y như mỗi bữa em. Ai mua hoa không? Mua giùm em đi. Ai mua hoa không? Mua giùm em đi. Có ai mua hoa không? Ôi, có tôi, có tôi. Không. Không. Ủa? Để gánh cái lại đây. Anh được. Để anh phụ cho. Trời ơi. Đây. Gánh đi đâu bán? Anh gánh phụ cho. Dạ thôi. Hả? Để em gánh cho. Anh được mua hoa giùm em đi. Gặp em anh mừng quá trời luôn á. Mấy nay tìm hoài không gặp, nay thì gặp đây mừng quá trời. Dạ. Mấy nay bán bông được không? Dạ mấy bữa nay gần Tết á, em bán cũng kha kha. Kha kha. Lắm. Em còn nhiêu đây à? Anh được mua giùm em đi. Anh đi ra chợ bán phụ em cũng được, hai đứa mình đi bán. Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Em về đây sống vậy á, rồi có chồng con gì chưa? Dạ có chồng con rồi. Cái gì? Dạ em có chồng rồi. Em nói cái gì vậy? Em nói lại anh nghe coi. Dạ thì chồng con chưa. Anh được muốn nghe vậy đúng không?
muốn nghe vậy chứ còn gì nữa. Tất nhiên là em không có chồng con là anh thích nghe vậy. Nào giỡn gì, mấy cái trò đau tim quá vậy. Đau thấu con tim anh luôn, đừng có giỡn nghe nữa, nghe chưa? Dạ. Nó nghe nè. Dạ. Anh cũng tính toán hết rồi. Qua Tết này á, anh kêu ba má anh qua nhà nói chuyện với cô Chính nha. Trời đất ơi, anh nói chuyện với cô Chính chuyện gì? Trời đất ơi, anh được đừng có qua nói với cô Chính. Nói với cô Chính không có cho em ở đây nữa đâu. Thôi, nếu mà... Em khùng quá à. Gái lớn lên lấy chồng, trai lớn lên lấy vợ là hiển nhiên rồi. Ra duyên anh cưới em, kêu ba má anh qua nói chuyện với lại cô Chính đàng hoàng. Chuyện này chuyện bình thường thôi, núp núp rồi là mới là bị cô Chính la đó. Dạ thôi, anh được á, mua qua giùm em á, em cảm ơn. Còn mấy cái chuyện đó thôi, anh được bỏ qua đi, anh được đừng nói cô Chính gì hết trơn nha. Thôi, em đi bán đi, đây để anh phụ cho. Để anh gánh bán hụ em nha. Đây để anh qua có gì đâu. Đi đi ra chợ. Dạ. Nhắc tới mấy chuyện đám cưới là trời. Ai mua quà không? Ai mua hoa không? Gần Tết rồi mà không có một tin nhắn nữa. 30 này mà ổng về tôi giận luôn cho coi. Không có quan tâm người ta tí nào hết trơn. Không có để người ta mình hoài. Chán ghê. Chán quá trời ơi. Có gì đâu chán, có anh quan tâm nè. Dạ, chào anh Nam. Ủa? Dạ. Hôm nay làm gì đây mà nói một mình vậy? Dạ thì tại vì em ở quán có một mình thì em nói chuyện mình chứ có biết nói chuyện với ai đâu. Ủa mà anh Nam uống gì? Y như một bữa rồi đó. Dạ. Anh nói thiệt em nghe, có buồn giận gì anh không? Mà thấy than thở thì không ai quan tâm gì tới là sao? Hả? Dạ em đâu có buồn gì đâu. Anh Nam mua bông ủng hộ em rồi hằng ngày qua quán uống cà phê ủng hộ gì của em thì em cảm ơn anh Nam nhiều chứ anh Nam không làm gì cho em buồn hết á. Ủa em là cháu của Chính hả? Dạ đúng rồi, em là cháu ruột dì Chính á. Tại vì gần Tết nè rồi dì Chính cũng bận rộn nên là dì Chính kêu em qua canh quán vài bữa, với lại sẵn dịp á em muốn cái chòi bên kia cầu á sẵn bán bông luôn cũng tiện. Dạ để mình kêu bà Chính bằng gì ta, không sao đâu. Bà dạ. Con dòng họ gì? anh em kêu em bằng gì? Anh muốn kêu dì Chính em bằng gì? Anh thấy được không? Dạ anh Nam cũng muốn kêu dì Chính của em bằng gì? Bằng gì hả? Anh bữa nay cũng nói thiệt với em á, tính anh á có sao nói vậy, không có văn chương gì nhiều lắm, thấy không? Dạ. Anh cũng để ý anh thương em lâu rồi. Bây giờ anh hồi nào giờ cũng chưa có vợ con gì hết. Anh dạ. Cũng muốn cưới em về làm vợ anh, em thấy sao? Dạ thôi chắc là không được đâu. Thôi anh Nam để cho em suy nghĩ nha. Suy nghĩ rồi quyết luôn đi ha. Vậy thôi để em ra chợ em lấy bông đi bán nha. Anh Nam coi quán giùm em chút nha. Kỳ vậy ta, cũng còn hy vọng. Nó nghe nè. Dạ. Anh cũng tính toán hết rồi. Qua Tết này á, anh kêu ba má anh qua nhà nói chuyện với cô Chính nha. Trời đất ơi, anh nói chuyện với cô Chính chuyện gì? Chính em bằng gì? Em thấy được không? Dạ anh Nam cũng muốn kêu dì Chính của em bằng gì? Bằng gì hả? Anh bữa nay cũng nói thiệt với em á, tính anh á có sao nói vậy, không có văn chương gì nhiều lắm, thấy không? Dạ. Anh cũng để ý anh thương em lâu rồi. Bây giờ anh hồi nào giờ cũng chưa có vợ con gì hết. Anh dạ. Cũng muốn cưới em về làm vợ anh, em thấy sao?
Dạ anh Nam. Đêm tối rồi sao em không ngủ? Ngồi đây làm chi cho sương xuống, cảm lạnh sao em? Dạ không, anh hiểu rồi. Thì ra là em ngồi đây để sương xuống cho em lạnh, rồi anh sẽ chạy tới ôm chầm lấy em trong lòng để mà sưởi ấm cho em, đúng không? Không đâu, anh mới là ấm hơn nó. Cái ấm của nó không phải là cái ấm mà từ trong người nó phát ra, mà cái ấm của nó là cái sốt. Nó bị sốt mà nó nóng chứ không phải là ấm. Còn cái ấm của anh là anh em gần nè, đó, ấm thật tự, thấy không? Hay là em có cảm nhận được không? Em có cảm nhận thấy dòng điện chạy qua người em không? Dạ cho Hồng cảm ơn tình cảm của anh Nam với lại anh Đực đã dành cho Hồng trong những ngày qua nha. Trời ơi, cảm ơn tình cảm cái gì. Khoảng thời gian qua anh chăm sóc, anh chiều chuộng em, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Anh sẵn sàng chăm sóc và chiều chuộng em cả một cuộc đời. Anh à, anh sẽ lo cho em sung sướng cả một cuộc đời của em đó. Đừng có nghe lời chú, tại vì khoảng thời gian chú chăm sóc cho em nó ngắn củn à, trong khi đó quãng đời anh còn dài lắm, chú chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Dạ em cảm ơn tình cảm của hai anh dành cho em, nhưng mà em có một điều muốn nói với hai anh. Thật ra thì em cũng không có muốn giấu cái điều này đâu, nhưng mà thật sự thì em thấy là hai anh không có muốn biết cái điều này, nhưng mà giấu hoài thì cũng không có được, nên thôi cho em xin phép nói luôn. Em cứ nói thẳng đi, giữa anh với cái thằng tuổi mùi này nè đó, em cứ yêu thằng nào em cứ nói thẳng, nói thẳng vô mặt đó, em đừng ngại gì hết. Dạ em yêu chồng em. Dạ tại vì em đã có chồng rồi. Trời ơi, chồng em đi công tác á, ảnh nói với em là ngày 30 ảnh về với em á. Em có chồng rồi. Em có con luôn chứ? Không. Hồng ơi, anh Huy chồng em. Anh về với em rồi. Chào Nam. Chào Huy. Đây là chú Nam, còn tôi là Đực. Tôi là chồng Hồng. Em đợi anh lâu rồi phải không? Dạ. Chú Nam. Gì? Bây giờ cảm giác của chú như thế nào? Cảm giác gì nữa, bột mất hết rồi. Cảm giác của chú thấy ra sao? Thôi về được á, ở đây hồi mang đầu máu về, bây giờ cảm giác gì nữa. Em ngờ một ngày con với chú đồng cảnh ngộ như vậy. Thôi về chú. Dạ cho anh Đột, cho anh Nam. Chào Han. Chúc vui vẻ. Tao không chúc thằng nào con nào hết.